Vâng, xin chào các bạn. Lúc sáng cũng có muốn trao đổi và giao lưu với các bạn, bởi vì cũng trong từ ngày hôm qua đến nay mình nhận được cũng khá nhiều cái những câu hỏi, cũng như là người ta hỏi về quan điểm của mình liên quan đến một số vấn đề, trong đó có liên quan đến vụ xử người có tên là Will Nguyễn Anh, một Việt kiều, đã có những hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam. Mà ở trong cái phiên xử của sáng ngày hôm qua thì tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái phán quyết nhất định đối với tội của người này trên căn cứ và cơ sở của pháp luật của Việt Nam. Về phía kết luận của tòa án thì chỉ trục xuất anh này, và trên căn cứ của các cơ sở đó là người này đã thành khẩn khai báo, cũng như là như có sự hợp tác một cách là rất là thành khẩn đối với cơ quan an ninh điều tra. Do đó cho nên là bản án của người này được cho rằng là mức án nhẹ, đó là không phải các hình phạt tù mà chỉ là hình thức trục xuất. Tuy nhiên thì đây là hình thức trục xuất thông qua một bản án có hiệu lực pháp luật của Việt Nam. Trước đây thì trên nhiều cái status của rất là nhiều người liên quan tới vụ việc này, sau sự việc của ngày 10, 11, 12 và những ngày sau đó các vụ biểu tình, thì họ cho rằng là Will Nguyễn Anh đã bị trục xuất ngay sau khi cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã bắt người này. Và dĩ nhiên cái cách luận, cái luận điệu đó cho thấy rằng những người này đang xem thường luật pháp Việt Nam, và gần như là họ cho rằng cơ quan an ninh Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam ta chịu thiệt thòi đối với Mỹ, đối với các cái tổ chức nước ngoài, sức ép để thả Will Nguyễn Anh. Tuy nhiên thì trong cái phiên xử của sáng ngày hôm qua, tôi đặc biệt rất là ủng hộ phía tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có ra một cái phán quyết của mình, đó là trục xuất người này trên cơ sở luật pháp và trên cơ sở các chứng cứ, đó là anh ta đã thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực với cơ quan an ninh Việt Nam, với cơ quan điều tra, và qua đó chúng ta cũng đã nắm bắt được rất là nhiều đối tượng, cũng như là đã có những cái thành quả sau những cái lời khai của anh ta. Và vì vậy cho nên việc có hình phạt hình thức nhẹ, tòa án tuyên bố những mức phạt nhẹ nhất đối với Will Nguyễn Anh, đây là thể hiện chính sách nhân đạo, cũng như là chúng ta nhìn nhận đánh giá vấn đề trên cơ sở khách quan. Do đó tôi xin ủng hộ cái phán quyết của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và đó là một phán quyết có hiệu lực pháp luật Việt Nam, chứ không phải bị sức ép của quốc tế mà buộc chúng ta phải trục xuất Will Nguyễn Anh. Do đó cho nên là tôi xin phép cũng nhân đây là xin phản bác lại cái luận điệu xuyên tạc của những kẻ đã từng cho rằng Will Nguyễn Anh bị sức ép của quốc tế mà Việt Nam ta buộc phải trục xuất ngay sau khi bắt, vào những ngày đầu tiên Will Nguyễn Anh bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt. Đó chính là ý kiến của tôi về vấn đề này. Nhiều người trong ngày hôm qua đã hỏi ý kiến, và trong đó có những hình thức châm chọc, cho rằng kết quả này có cần thiết chúng ta phải xuống đường biểu tình để mà phản đối kết quả này hay không. Thì xin thưa với các bạn, nhận định của tôi vừa như lúc nãy tôi vừa nói đấy, là tôi xin ủng hộ phán quyết của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở những cái mà chúng ta đạt được thông qua sự hợp tác của Will Nguyễn Anh, thì anh ta đáng được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam. Và đó, việc trục xuất Will Nguyễn Anh là trên cơ sở luật pháp Việt Nam, trên cơ sở của một phán quyết pháp luật từ tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là sự sức ép quốc tế. Còn về các nguyên nhân sâu xa hơn, đó là những cái đội chát quốc tế, tôi xin không dùng cái thuyết âm mưu ở đây. Tuy nhiên thì nếu mà có thể nói chúng ta phải đạt được một cái mục đích nhất định, thì Will Nguyễn Anh mới được tha bổng như thế, mới được tha và được khoan hồng cách nhẹ nhàng như thế. Tôi xin mở cho các bạn một cái hướng suy nghĩ tích cực ở cái khía cạnh như thế. Trong ngày hôm qua tôi cũng nhận được khá nhiều các câu hỏi liên quan đến các vấn đề về chính trị, về vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội rất nhiều. Và dĩ nhiên những câu hỏi này đến từ những cái người có
có cái hoạt động chống phá cực đoan. Trong đó có một số người gọi là họ cho rằng đánh như họ họ yêu cầu tôi nói về vấn đề ô nhiễm môi trường từ các cái dự án của nhà nước, và họ cho rằng cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam là không có hiệu quả, cho nên là họ muốn thông qua các cái câu hỏi làm khó. Tại vì trước đây tôi cũng đã từng nói về một số vấn đề liên quan tới các cái dự án, cũng như là liên quan tới các khu công nghiệp, cũng như là về vấn đề ô nhiễm môi trường. Thì tôi xin nhắc lại với các bạn một cái điều rất là bất hợp lý, đó là mọi quốc gia trên thế giới, những nước ở phương Tây như Mỹ chẳng hạn hay Đức chẳng hạn, những cái nước phát triển như thế luôn được các cái người gọi là những nhà đấu tranh dân chủ, mà ở Việt Nam ta gọi là những rận chủ. Bởi vì những người này thực tế, trên thực tế họ hoàn toàn không có một cái hoạt động thực tiễn để mà giúp ích cho cái sự phát triển đất nước. Ví dụ như là họ yêu cầu thả người này thả người kia, trong khi tất cả những cái con người đó là những người vi phạm pháp luật. Ví dụ như tại nhà thờ Thái Hà hay là các nhà thờ của một số vị có đang có một số vị linh mục cực đoan ở trong đó, thì người ta lại đòi thả những cái người vi phạm pháp luật Việt Nam, cầu nguyện cho những kẻ khủng bố. Ví dụ như là tuyên dương anh hùng như một cái thằng Nguyễn Văn Kha, nó đã đập phá đốt phá trụ sở của cơ quan chức năng, đập phá tài sản của nhân dân chúng ta, và bây giờ nhà thờ lại đứng ra đòi phong anh hùng cho nó, và có nhiều cái hoạt động phức tạp. Và do đó chúng ta thấy được một số người hoạt động dân chủ ở Việt Nam đa phần là vì cái thiên kiến chính trị, và những thành phần này chúng tôi nhận xét và đánh giá cũng như trên cơ sở thông tin của từ nhiều nguồn khác nhau, để cho thấy rằng là liên quan tới sự hận thù về chế độ chính trị, do trước đây họ là những người có liên quan đến cái chế độ cũ mà ta gọi là ngụy quân ngụy quyền. Thế cho nên là tôi cũng xin nói với các bạn là những cái đối tượng này không có tầm nhìn về chính trị, thậm chí là họ bóp méo sự thật về chính trị. Ví dụ như họ luôn mong muốn chúng ta có được một cái nền dân chủ, cũng như có được một cái xã hội văn minh phát triển, nhưng mà họ lại bài xích tất cả những cái yếu tố cần thiết cho các vấn đề đó. Tôi ví dụ các bạn như họ phản đối công ty Formosa, một công ty sản xuất về thép. Chúng ta luôn biết được rằng là ngành thép ở Việt Nam chúng ta hiện tại là chỉ sản xuất và khai thác cái khoáng sản trên cơ sở là khoáng sản thô. Chúng ta chưa có đủ điều kiện để mà luyện kim, cho nên trong rất là nhiều năm chúng ta buộc phải nhập kim loại đạt chuẩn để đóng tàu bè, tàu thuyền, và vì vậy cho nên là chúng ta đã tốn rất là nhiều chi phí cho cái vấn đề là nhập khẩu kim loại để đạt được chất lượng. Nhưng mà hiện tại nhà máy Formosa nó đang hoạt động ở Việt Nam, và do quá trình thời gian qua nó đang hoạt động ở đây, và chúng ta đã mua trực tiếp thép từ nó, nên chúng ta đã mua được với giá thành rất rẻ. Và trên cơ sở nhà máy nằm ở đây thì chúng ta lại có cơ sở để chúng ta có điều kiện chúng ta phát triển về kinh tế bao nhiêu cái, cũng như là chúng ta có cái nguồn luyện kim ở tại chỗ. Cái điều mà chúng ta thấy rất là luôn luôn nó, người ta luôn hiểu rằng là một xã hội muốn tồn tại phát triển thì nó phải trên cơ sở hiện đại, như xã hội chủ nghĩa chúng ta luôn đặt cái nền tảng đó là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì mới có thể xây dựng được chế độ xã hội chủ nghĩa. Và vì vậy cho nên là chúng ta luôn luôn đặt vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa lên hàng đầu. Nhưng mà các đối tượng phản động thù địch thì nó luôn luôn muốn chúng ta càng ngày càng lạc hậu hơn. Nhưng mà nó lại bảo ta Việt Nam nó không phát triển. Ví dụ các bạn thấy đó, các bạn sau sự việc ô nhiễm môi trường ở tại công ty Formosa, cũng như ô nhiễm môi trường ở một số nơi như Bauxite chẳng hạn, Bauxite Tây Nguyên chẳng hạn, thì rất là nhiều người họ là bắt đầu có những cái cuộc biểu tình, tuần hành biểu tình ở vào các ngày chủ nhật. Và trong đó có cả cái sự tham gia của các linh mục và các nhà thờ, thì họ lại đưa ra các biểu tượng là họ yêu cây, yêu cá và yêu rất là nhiều thứ, nhưng mà họ từ chối phát triển công nghiệp, đó là họ không yêu thép. Trong khi đất nước chúng ta là một đất nước đang rất là thiếu và không có kỹ thuật luyện kim tốt, chúng ta cũng không có kỹ thuật luyện kim đạt chuẩn để có thể đóng tàu bè, để chúng ta có được các cái chiến thuyền tốt để có thể đấu tranh với địch chẳng hạn. Thế cho nên chúng ta thấy rằng để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta cần một lượng thép rất lớn. Nhưng mà các đối tượng phản động này, hoặc là những đối tượng này, nó lại không nhận thức được là chúng ta cần thép như thế nào. Và do đó cho nên là thời gian vừa qua chúng ta thấy rất là nhiều người yêu cây yêu cá mà lại quên mất cái giá trị của
của cái ngành luyện kim, mà ở đó Việt Nam chúng ta tới giờ này chúng ta chưa có đủ cái trình độ đó. Cái điều thứ hai là khi nói về môi trường, ô nhiễm môi trường của các cái nhà máy luyện kim chẳng hạn, hay là ở bô xít ở Tây Nguyên chẳng hạn, thì có một điều rất lạ đó, tôi ví dụ với các bạn nha, đó là chúng ta đang có rất là nhiều nhà máy nhiệt điện, và nhiều người nói là nhà máy nhiệt điện nó ô nhiễm môi trường thế này thế khác. Tôi xin thưa các bạn, tất cả mọi cái quá trình công nghiệp hóa đều ở bước ban đầu đều sẽ xảy ra ô nhiễm môi trường. Các bạn biết là cách đây 5 năm thôi thì Trung Quốc là một quốc gia tiền công nghiệp. Ở đó là mà Trung Quốc cách đây khoảng 5 năm tới 10 năm thì cả Trung Quốc nó giống như là một cái ổ ô nhiễm môi trường của cả thế giới này. Nhưng mà hiện tại các bạn thấy tất cả các ổ ô nhiễm môi trường đó hiện tại còn không? Nó đã hạn chế rất nhiều, và trên cơ sở đó hiện tại Trung Quốc là một quốc gia công nghiệp hóa hoàn toàn. Và hiện tại chúng ta thấy là Trung Quốc là một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa hoàn toàn. Và Việt Nam chúng ta cũng thấy tất cả mọi nhà máy khi ở bước đầu hoạt động đều có gây ô nhiễm môi trường. Dĩ nhiên, cái sự vận hành ban đầu của tất cả mọi nhà máy đều gây ô nhiễm môi trường. Đó là điều đương nhiên. Và sau khi cái quá trình vận hành đó tốt, tất cả các tổ máy hoạt động tốt, các tổ máy mà là lọc khí, các tổ máy lọc chất thải, nước thải, nó hoạt động hoàn toàn được trơn tru, thì qua quá trình đó chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái sự ô nhiễm môi trường nó có xảy ra hay không. Hiện tại thì các nước trên thế giới cho tới giờ phút này, lịch sử phát triển công nghiệp của họ đều cho thấy rằng là họ là những quốc gia đang gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Tuy nhiên qua quá trình vận hành, qua quá trình chạy máy ban đầu là như thế, trong vài ba năm ban đầu là như thế, nhưng mà sau đó họ đã bắt đầu có sự phát triển rất tốt và đã hạn chế ô nhiễm môi trường rất tốt. Tôi ví dụ các bạn như ở các cái nhà máy nhiệt điện, thời gian ban đầu nhiều người bảo đây là gây tốn kém và ô nhiễm môi trường rất nhiều. Tuy nhiên tới giờ này các bạn biết là rất là nhiều nhà máy phân bón đã đến đó và tranh nhau tất cả những cái sản phẩm thừa của nhiệt, của cái quá trình sản xuất điện bằng nhiệt. Tất cả các bạn thử đến các cái nhà máy nhiệt điện xem, người ta tranh nhau để mua các sản phẩm thừa để về làm gì? Làm phân bón. Và phân bón được sản xuất từ đó lại giá thành rất rẻ, và như thế có lợi cho người nông dân. Các bạn thấy nhà máy khí điện Đạm Cà Mau chẳng hạn, ở từ đó tại sao là nhà nước ta lại đặt cái nhà máy khí điện Đạm Cà Mau ở tại cái khu vực Cà Mau? Bởi vì nhà nước ta, chính phủ ta muốn phát triển vùng miền, kéo cái sự giãn cách giàu nghèo nó gần lại. Tại vì chúng ta thấy như thành phố Hồ Chí Minh là một quốc gia phát triển trên cái nền tảng kinh tế có sẵn, và do đó cho nên là chúng ta thấy rằng nó luôn luôn nó cao hơn các vùng miền khác. Nhưng mà nhà nước chúng ta muốn không để cái sự giãn cách về giàu nghèo, cho nên là người ta đã cố gắng ở từng nơi khác nhau, như tại sao đặt ở Formosa ở tại Hà Tĩnh, tại sao đặt ở các khu công nghiệp ở những nơi vùng hoang hóa. Mục đích của họ là lôi kéo các nhà đầu tư vô đó, đầu tư về cơ sở hạ tầng, cũng như là để tạo điều kiện cho nhân dân ở vùng đó, địa phương đó phát triển, tham gia vào quá trình công nghiệp hóa. Cũng như là họ đấy, các bạn tham gia vào đó, tham gia các khu công nghiệp sẽ được đào tạo thành những người công nhân chuyên nghiệp. Rồi các bạn được đào tạo thành những khu công nghiệp gọi là công nghệ cao, thì chúng ta lại có cơ sở để đào tạo những cái người có những cái trình độ trong cái ngành công nghiệp công nghệ cao chẳng hạn. Do đó cho nên tất cả mọi cái ngành công nghiệp vào cái thời gian đầu ban đầu nó luôn luôn nó có phát sinh ra những cái mà nó gọi là ô nhiễm môi trường. Đó là cái điều đương nhiên mà tất cả các nước trên thế giới nó đều không tránh khỏi. Làm sao nó biết trước được là cái công nghệ mà luyện kim luyện thép nó tạo ra cái gì? Và thì hiện tại các bạn thấy đó, cái ngành tất chúng ta hiện tại nói thẳng với các bạn là chúng ta không đủ điều kiện để mà du nhập tất cả các cái công nghiệp luyện kim mà gọi là mới nhất trên thế giới. Chúng ta buộc phải sử dụng các cái nhà máy luyện kim, các công nghiệp luyện kim nó tương đối gọi là cũ đó, nhưng mà nó phần nào đó giúp ích được cho cái ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam ta. Và do đó cho nên là tôi hy vọng rằng một số người cũng có thể hiểu được rằng là chúng ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, và do quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời gian đầu nó cũng sẽ xảy sinh và phát sinh ra những cái ô nhiễm môi trường này, về vấn đề về an sinh xã hội, bao nhiêu cái ban đầu nó cũng có thể có những cái phức tạp.
Giống như các bạn thấy đó, để tạo ra được một cái khu công nghiệp, cái quá trình ban đầu các bạn sẽ thấy thực tế thực tiễn cho thấy đó là giải phóng mặt bằng, mà giải phóng mặt bằng thì đã liên quan tới việc bồi thường giải tỏa. Lúc này là lòng dân nó cũng có là hoang mang chút đỉnh, là do người ta người này tham lam chút xíu đòi phải nâng giá lên thế này kia, có những vấn đề xã hội phát sinh bên trong bên trên đó. Nhưng sau khi một khu công nghiệp vào vận hành thì hàng chục ngàn công nhân ở khu đó bắt đầu có công ăn việc làm, và như thế chúng ta giải quyết được việc làm, giải phóng được sức lao động của nhân dân. Và do đó đây là một cái điều kiện để đất nước ta phát triển. Đó là một số cái ý kiến của tôi về cái vấn đề mà các bạn hỏi. Dĩ nhiên cái tầm của tôi nói thế, các bạn có phản biện phản bác gì đó thì các bạn cứ ở trên trang nhà các bạn cứ làm. Còn việc như tôi nói như thế, các bạn cứ việc có ý kiến. Còn về một số cái vấn đề, hôm qua tôi nhận khá nhiều quan số các quan điểm của các bạn hỏi về việc Linh Mục Nguyễn Duy Tân. Ông ấy nói rằng là cộng sản là sai ở thế này thế khác. Tôi nói với các bạn, bản thân của một vị linh mục, đây là tôi đưa qua một vấn đề khác nha, vấn đề ô nhiễm môi trường gì gì đó vẫn qua. Còn như mà các bạn lúc nãy tôi có nhắc tới bô xít, tôi cũng quay lại nói một cái luôn các bạn. Hiện tại nếu bạn nào có lên bô xít, các bạn hãy đến đó xem cái chất thải bùn thải đó, người ta ăn người ta còn tiêu hóa mà, thì nhiên quá trình sản xuất bô xít luyện ra kim loại nhôm thì người ta cũng sẽ xét nó cũng sẽ ra được cái sản phẩm gọi là bùn bùn đất đỏ đúng không? Các bạn biết hiện tại cái đất đỏ nó làm gì không? Rất là nhiều công ty xí nghiệp sản xuất về gạch lên trên đó tranh nhau để mà người ta thu mua các cái phế phẩm đó, và cái phế phẩm đó hiện tại là tranh nhau mà mua, và nó sản xuất ra được một loại gạch rất tốt và rất rẻ. Các bạn thấy ở xung quanh đó hiện tại nó sản sinh ra nhiều cái như thế, và do đó các bạn lên đó giờ các bạn thấy nó cái chất thải từ cái sản xuất bô xít hiện tại là hiếm chứ không phải là đơn giản đâu, phải mua đấy chứ không phải là các bạn thấy là như các cái tuyên truyền bịa đặt rằng nó tạo ra ô nhiễm môi trường. Dĩ nhiên trong quá trình ban đầu của tất cả các cái nhà máy công nghiệp nó đều sẽ sản sinh ra những cái vấn đề như thế. Giống như là khi các bạn thấy nhà máy nhiệt điện ban đầu nó sẽ phun khói ra, nhưng qua quá trình vận hành các cái tổ hợp để mà lọc khí thì nó vận hành xong rồi, trong một thời gian đầu nó vận hành lọc khí xong ông, thì dĩ nhiên là cái hơi bốc lên trên của nhà máy nhiệt điện đó là hơi nước ông, chứ không phải còn là khói than bụi nữa. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải nhận phải biết được cái quy trình sản xuất của một cái nhà máy nhiệt điện thế nào. Bây giờ sản xuất thì nhiệt điện các bạn bảo là đốn, sản xuất thủy điện các bạn bảo là đốn rừng, sản xuất nhiệt điện các bạn bảo là ô nhiễm môi trường, sản xuất điện gió các bạn chê mắc thì các bạn đừng có xài điện đúng không? Thế còn bây giờ các bạn thấy tại sao mà các bạn bảo là các công ty nhà máy nó cứ thông báo là năm nào cũng báo lỗ hết, các bạn biết đấy, bây giờ các bạn xây dựng một cái nhà máy hàng chục ngàn tỷ đồng đúng không? Như vậy thì các bạn làm sao bây giờ cứ mỗi năm nè, các bạn năm nay nè bạn làm ra được 1.000 tỷ, thì bây giờ bạn làm ra 1.000 tỷ bạn có cần trả nợ cho cái số vốn 10.000 tỷ các bạn đã bỏ ra xây dựng không? Phải bỏ ra chứ, các bạn bỏ ra 10.000 tỷ rồi thì năm nay lời được 1.000, trả lương nhân viên hết rồi, đóng thuế xong hết rồi, bao nhiêu cái rồi, thì 1.000 tỷ đó buộc phải đem vô trả nợ cho 10.000 tỷ kia. Như thế thì nếu đều đặn như thế thì trong vòng 10 năm đó các bạn vẫn phải báo lỗ, các bạn nghĩ sao? 10 năm đó các bạn vẫn phải báo lỗ, để chừng nào các bạn trả xong đủ 10.000 tỷ kia. Và dĩ nhiên là trong quá trình sản xuất kinh doanh đâu phải năm nào cũng lời được 1.000 tỷ đâu. Đúng, cho nên là vấn đề các bạn phải hiểu được là bạn bỏ vốn đầu tư vô một cái quán cà phê, các bạn đây rất dễ dễ hiểu, bỏ tiền ra đầu tư vô một quán cà phê 300-400 triệu đồng, bàn ghế rồi bao nhiêu thứ, nuôi nhân viên bao nhiêu cái, tháng đầu tiên các bạn nói ô bán lời quá, bán lời 10 triệu 20 triệu, nhưng các bạn quên mất được rằng là cái các bạn bỏ ra là hàng trăm triệu kia các bạn chưa lấy lại được. Chừng nào các bạn lấy được 300-400 triệu kia lại thì qua hết hết cái số vốn các bạn bỏ ra không, các bạn đã lấy lại được vốn của mình thì những cái năm tiếp theo đó mới gọi là lời đúng không các bạn? Bây giờ các bạn nghĩ coi, các bạn nuôi heo nuôi bò, các bạn nuôi tất cả chăn nuôi gia súc, bán con bò con heo ra, tôi bỏ ra nè 3 triệu để mua cỏ cho bò ăn, bây giờ bán được con bò 7 triệu nè, bây giờ tôi lời được 3 4 triệu nè. Nhưng các bạn quên mất được rằng là cái công lao của chính các bạn ở trong đó. Các bạn chưa trừ công, các bạn công lao các bạn đi cắt cỏ nè, công lao các bạn đi mua cỏ nè, công lao các bạn dọn vệ sinh chuồng trại nè. Ông đó chính là những cái mà các bạn chưa tính vô. Cho nên là cái công sức các bạn thường thường là lấy công làm lời, mà còn trong kinh doanh các bạn lại quên hạch toán được.
các bạn quên hạch toán vấn đề gì. À, ví dụ các bạn đầu tư một quán cà phê 300 triệu thì các bạn nói là một tháng các bạn lời được là 10 triệu, như vậy thì các bạn một năm 120 triệu. Như vậy thì bạn lấy 120 triệu đó bạn trừ cho 300 triệu trong năm đó thì bạn vẫn lỗ. Bạn vẫn lỗ thôi, có nghĩa là bạn chưa lấy lại được 300 triệu vốn đầu tư các bạn thì bạn vẫn là những người lỗ, chưa có lời. Phải 2 năm sau các bạn mới bắt đầu lời. Đó mới chính là cái mà các bạn cần phải hiểu. Đúng không? À, còn cái vấn đề mà các bạn thấy về Linh Mục Nguyễn Duy Tân nói rằng những người cộng sản có sai, có gì đó và yêu cầu là bài xích chế độ cộng sản, tôi xin thưa với các bạn, à, tôi không biết ông Nguyễn Duy Tân này là linh mục hay là nhà chính trị gia. Tôi nói khi mà ông ấy là người linh mục, có nghĩa là ông ấy là con Thiên Chúa, là người thay mặt Chúa ở trần gian, mà Chúa không có làm chính trị. Mà tôi khẳng định với các bạn luôn điều, khi các bạn đã hiến đời sống tận hiến của các bạn đối với Thiên Chúa, có nghĩa các bạn không còn là các bạn nữa, mà các bạn chính là con người của Thiên Chúa. Mọi cái, mọi thứ đều thuộc về Thượng Đế, thuộc về Thiên Chúa. Và chính chúng ta, mỗi một người giáo dân cũng như vậy, chúng ta thuộc về Thiên Chúa và hiến tất cả, tất cả đều dâng hiến cho Thiên Chúa mà. Có một chuyện xấu xảy ra các bạn cũng dâng cho Thiên Chúa, dâng cho Đức Mẹ, đúng không? Ngày nào vô nhà thờ các bạn cũng nâng tâm hồn mình lên, cũng hiến tất cả, dâng hết tất cả cho Chúa, cho Thượng Đế, đúng không các bạn? Các bạn luôn luôn mong muốn được rằng, anh chị em Kitô hữu mong muốn được là cứ dâng hết cái khó khăn cho Chúa, cái đau khổ cho Chúa, các bạn dâng hết để các bạn cảm thấy thanh thản. Các bạn nói rằng đây là ý Chúa, các bạn nói rằng Chúa muốn chúng như vậy để có cái ý của Thiên Chúa là gì đó. Tìm hiểu ý của Chúa chính là chúng ta đang xúc phạm tới Thiên Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin rằng là Thiên Chúa quan phòng, mỗi một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng là do Chúa đã sắp đặt rồi. Và vì vậy cho nên là cho dù cái ông già đó, bữa đó ông lỡ ông đi nhậu về, ông hãm hiếp con gái ông, thì cũng phải không được phá thai, phải đẻ ra. Như thế nó mới gọi là ý của Thiên Chúa. Bây giờ các bạn đi phá thai nghĩa là các bạn đang cố gắng đi phá hoại cái ý của Thiên Chúa, đúng không? Chính các bạn là người Công giáo đang cố gắng giáo dục nhau, đang cố gắng nói với nhau tất cả những điều đó. Vậy mà hôm nay các bạn lên trên mạng xã hội, thông qua ông Linh Mục, thông qua ông cha nhà thờ, các bạn lại mong muốn tham gia vào hoạt động chính trị. Như thế các bạn lại mất ích kỷ cá nhân, đem cái cá nhân của mình ra, đem cái ích kỷ chính trị của mình ra để nói chuyện với xã hội. Như thế các bạn đâu còn là gì, các bạn đâu còn là con của Thiên Chúa nữa. Các bạn dân hiến hết cho Chúa rồi thì tại sao các bạn lại bây giờ đòi quyền lợi cá nhân? Khi các bạn cá nhân thì bạn chả dâng hiến cho ai cả. Bạn đang muốn bổ béo cho cơ thể các bạn thì các bạn chả có dâng hiến đời sống của các bạn cho Thiên Chúa, cho Thượng Đế. Đấy. Và tôi thấy hiện tại là tôi vô tình đọc được một cái bình luận về bò đỏ. Thưa các bạn, là tôi không biết là ai là bò, nhưng tôi thấy các bạn gọi tôi là những người đứng về gọi là bò đỏ đấy. Tôi không biết là các bạn thế nào, nhưng tôi thấy các bạn gặp màu đỏ là bạn hút vô thôi. Đấy. Đó là mấy điều muốn trao đổi. Thì trong ngày hôm qua thì tôi cũng có nghe các bạn nói rất nhiều, và các bạn cũng muốn hỏi ý kiến tôi, nhưng vì tôi rất bận việc, không có điều kiện để có thể là cùng với các bạn giao lưu trao đổi được, nên là hôm nay cũng tranh thủ trong lúc rảnh rỗi buổi trưa thế này trao đổi nhiều hơn với các bạn. Và một điều nữa là xin thông báo với các bạn là về hiện tại đấy, thì các cái đối tượng phản động thù địch nó đang tấn công vào các cái cơ quan truyền thông của ta thông qua nhiều cái phương cách khác nhau, là bôi nhọ xuyên tạc, hay là cũng như là trên các cái kênh truyền thông mà do chính nhân dân chúng ta lập ra, như là các kênh như Việt Vision hay là Giải Độc Chính Trị. Thì một số người ta cũng có những cái đang có những cái hoạt động chống phá, như là bôi nhọ xúc phạm với các cái kênh này, cũng như là tìm các cái biện pháp để làm sao xóa đi cái vai trò tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước thông qua nhiều cái gọi là bôi nhọ về danh dự cá nhân. Vì vậy cho nên là tôi hy vọng với các bạn rằng là trong thời gian tới thì chúng ta cũng cố gắng ủng hộ các cái kênh truyền thông. Vừa qua thì kênh truyền thông Việt Vision nó cũng bị tấn công khá nhiều. Rất là may mắn thì kênh này đã quay trở lại hoạt động bình thường. Xin chúc mừng kênh Việt Vision. Cũng như là tôi hy vọng là các kênh cũng cần cẩn trọng, cẩn thận trong các cái nội dung của mình. Không nên có những cái hoạt động mà nó mang tính chất cực đoan, cũng như là một số kênh đang mạo danh mạo nhận lấy video chế biến thêm, nó làm đi mất đi cái giá trị tuyên truyền. Do đó là tôi rất là mong muốn với các bạn rằng là
chúng ta hoạt động tuyên truyền thì nó phải mang tính chất tích cực, chứ không nên như vừa qua được có một cái kênh đó là kênh Kính Chúa và Yêu Nước, lấy rất là nhiều video clip của tôi và nhiều người đăng phát bằng cái phần mềm OBS phát trực tiếp. Tuy nhiên thì các bạn biết đấy, trong từng thời điểm nhất định thì chúng ta có những cái ý kiến của mình về một cái vấn đề nhất định nào đó, nhưng mà nếu như các bạn tổng hợp tất cả những cái đó lại, các bạn đưa lên cùng một lúc đều là phát trực tiếp, thì không khéo bạn người ta sẽ cho rằng đây là một hình thức cực đoan. Các bạn biết đấy, như là trong thời gian qua chúng ta cũng phê phán phê bình rất là nhiều các đối tượng, cứ hãy lên trên báo, lên trên mạng là nó cứ gom hết những cái chuyện xấu trên cả cái nước, đất nước cả 100 triệu dân này, nó gom hết chuyện xấu lại, nó gom lên một cục ở trên BBC, trên RFA, RFI, và như thế nó đánh giá rằng là xã hội Việt Nam xấu. Cũng vậy, nếu các bạn mà gom hết tất cả những cái bài đánh giá phê bình của tôi về các linh mục cũng như các giáo dân có biểu hiện xấu, các bạn gom lại, các bạn đưa lên phát cùng một lúc một, thì như thế nó sẽ tạo ra điều kiện rằng tôi là một người cực đoan chống Công giáo. Do đó các bạn cũng phải cẩn trọng, nếu các bạn thực sự là những con người có cái đấu tranh để mà phản bác các luận điệu xuyên tạc cũng như các hoạt động bất xứng của các linh mục hay là của các của những cái người lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị đó, thì các bạn cũng nên cẩn trọng cái hoạt động của mình, để không khéo nó sẽ gây ra một số các cái sự phản tác dụng trong quá trình tuyên truyền. Xin cảm ơn. Tôi đồng hành cùng các bạn, tôi khẳng định với các bạn là tôi đứng một chiều một, và tôi khẳng định với các bạn tôi là người có lập trường chính kiến rõ ràng, đó là ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, chứ không phải là một người trung lập. Tôi nói thẳng thế, tôi ủng hộ bởi vì tôi thấy họ không có những cái những đường lối chủ trương sách của Đảng Nhà nước tới giờ này là đúng và tốt, tôi tìm hiểu rất cụ thể và rõ ràng, chứ không có cái việc là nghe đồn. Do đó cho nên là tôi hy vọng các bạn trong quá trình thực hiện các cái ở việc là giao lưu giao tiếp ở trên mạng xã hội cũng cần phải có những cái kiểm chứng thông tin thông qua nhiều nguồn khác nhau, chứ cũng không nhất thiết là thần tượng người này thần tượng người kia, đến khi người ta đưa thông tin bậy thông tin sai chúng ta lại tin tưởng vào điều đó, rồi có những cái hành động nó chưa đúng, thì như thế sẽ gây hại cho xã hội nhiều hơn. Đó là mấy cái điều mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Nói nãy giờ cũng nhiều, chắc các bạn cũng mệt. Thôi xin chào các bạn. Có một số bạn đòi lên giao lưu nhưng mà thôi, xin phép các bạn, tôi cũng đang bận việc. Chào, gặp lại các bạn vào dịp sau nhé.